Chào các bạn. Đã đến cái ngày mà Như có thể tâm sự với các bạn rồi. Tại sao cái tiêu đề của cái podcast này lại là muốn từ bỏ? Tại vì các bạn biết Nhi suy nghĩ rất là nhiều khi mà Nhi ghi âm bất cứ cái gì mà Nhi muốn chia sẻ với các bạn. Là một người của công chúng, Nhi biết Nhi chịu rất nhiều trách nhiệm về cái mà mình sắp chia sẻ, cũng như là cái ngôn ngữ mà mình nói ra cho các bạn trẻ. Nhi nghĩ là không có nhiều người biết là Nhi bắt đầu làm YouTube đã gần 3 năm rồi. Thậm chí Nhi yêu cái kênh YouTube của mình tới độ mà Nhi còn đặt tên cho YouTube Nhi Lê như là một đứa trẻ. Và cái đứa bé này đã được gần 3 tuổi rồi. Nhi bắt đầu YouTube vào năm 2019. Sau ngày sinh nhật của Nhi thì Nhi hứa với mình là không có lý do gì nữa. Ăn sinh nhật thêm một tuần nữa rồi mình cho cái đứa bé này chào đời. Đó cũng là khi YouTube Nhi Lê chào đời. Cũng đã gần 3 năm ngày Nhi quyết định đem những cái trải nghiệm cũng như là kiến thức mà Nhi có trong thực tế, những cái điều mà hằng ngày giúp Nhi tạo ra tài chính, lo cho bản thân, lo được cho gia đình của mình, góp phần được yêu xã hội, bớt đi một cái con người vô dụng và là gánh nặng cho nhân loại, tạo ra những đứa bé là những cái người mà Nhi dạy dỗ mỗi ngày trở thành một công dân tốt, rồi quyết định đem những cái thứ mà mình bỏ không biết bao nhiêu tỷ nữa, nếu nói vài tỷ thì hơi ít quá, Nhi nói thì là ít, tại vì ngoài cái tiền học phí mà Nhi phải đi làm 2-3 công việc một ngày để có được cái số tiền đó để đi học, để thay đổi cuộc đời, thì Nhi cũng phải trả rất nhiều tiền khi mà mình bị lừa nè, mình bị té, mình bị ngã, mình bị đau. Ngày mà các bạn được coi cái ghi âm này thì chắc là đã là cái ngày 26 tháng 3, tức là ngày gần như là cuối cùng của tháng 3 này. Tại vì ngày Nhi ghi âm cái này cũng là ngày mà Nhi đã đăng một cái status mà có nhiều người sẽ nghĩ là Nhi đang thách thức hay là bông đùa, nhưng mà thật sự hôm nay Nhi muốn chia sẻ với các bạn là Nhi muốn bỏ cuộc. Một tháng vừa qua Nhi vẫn nỗ lực làm YouTube như những cái tháng khác, và Nhi vẫn chăm chỉ và Nhi vẫn giúp nhiều hơn những cái bạn trẻ khác. Nhưng mà Nhi thấy cái sự thờ ơ, cái sự lạnh lùng, cái sự quanh quẩn và quan trọng nhất là sự quay lại của đám đông. Nhi không có làm cái podcast này để đổ lỗi cho các bạn, nhưng tại vì Nhi đã nói rồi, các bạn chỉ là cái kết quả của một cái hệ thống đã lỗi thời của những cái người tạo ra hệ thống đó, và nó không còn thích hợp nữa. Tất nhiên sâu thẳm bên trong trái tim của Nhi, Nhi không muốn đây là cái podcast cuối cùng. Sâu thẳm bên trong Nhi, nhưng mong là
cái podcast này chỉ làm cho các bạn thức tỉnh thêm một lần nữa, bởi vì mình còn 5 ngày nữa thôi để mà được 100.000 subscriber, để mà cùng nhau đem những cái kiến thức này đến những cái người Việt Nam khác đang thực sự cần chúng ta. Các bạn sẽ hỏi là tại sao chị từ bỏ, chị đã làm đến như vậy, chị hy sinh 3 năm qua, chị không được trả tiền, chị không nhận quảng cáo, chị không có một cái gì từ cái YouTube này hết, hay là những cái kiến thức mà chị dạy hết. Và mọi người cứ expect, hay còn gọi là mọi người nghĩ là Nhi sẽ luôn ở đó đến cả đời. Nhưng mà nó giống như cái cây đàn cầy á. Bạn cần cái nhựa xung quanh để cho ngọn đàn có thể duy trì cho đến khi cái ngọn đàn cầy nó có thể hết. Mình gọi là cái gì? Là sáp đèn cầy á. Cũng như là lửa, bạn cần giấy để đốt nó, bạn cần xăng để đốt nó, hay bạn cần gỗ để đốt nó. Cũng như đèn điện, bạn cần năng lượng để mà nó tiếp tục được phát sáng. 3 năm qua như đã dùng hết tất cả những cái năng lượng từ giấy nè, từ đèn điện, từ chính cá nhân của Nhi. Và Nhi bắt đầu cạn kiệt rồi. Nhi không còn nhiều thời gian cho gia đình, sự nghiệp và người thân của mình. Và Nhi biết các bạn sẽ nói là chính chị chọn cái con đường này nè, mà tại sao bây giờ chị lại kể lể những cái này. Okay. Nhi không có kể lể, Nhi chỉ muốn chia sẻ cho các bạn biết là những cái điều mà Nhi chưa bao giờ chia sẻ với các bạn, và các bạn chưa bao giờ thấy. Nó không đồng nghĩa với việc là Nhi đã phải đánh đổi bao nhiêu thứ để mà đem những cái điều mà Nhi tin là nó cần, và Nhi tin là nó giúp được nhiều người về Việt Nam. Khi mà Nhi đăng những cái status lên trên Facebook, hay là đăng những cái thông tin lên, Nhi đau lòng lắm. Nhi không có muốn, Nhi chỉ dạy những người sẵn sàng. Nhi không có muốn chỉ dạy những người có tiền, tại vì rất là dễ để mà Nhi đóng cửa cái kênh YouTube của mình và có những cái khách hàng cá nhân như cái mà Nhi đang có. Nhưng mà các bạn có hiểu là cái giọt nước mắt của những người mà Nhi giúp không có nhận tiền, và họ đến nói với Nhi là họ biết ơn Nhi chừng nào khi mà Nhi cứu họ ra khỏi cái đám bùn lầy. Nhưng mà Nhi không thể tiếp tục mà không có một sự thay đổi hay nỗ lực nào của tất cả các bạn. Các bạn có thể tiếp tục hoài nghi về cái tình cảm của Nhi đối với cộng đồng. Các bạn có thể tiếp tục tin là trên đời này có người lừa dối, và các bạn tiếp tục làm ngơ đi và thờ ơ đi với những cái điều mà Nhi chia sẻ. Nhưng mà có một sự thật các bạn không thể phủ nhận được là Nhi đã thay đổi được rất nhiều cuộc đời của rất nhiều con người. Những cái người mà yêu mến chị, tụi em nghe đến khúc này có thể tụi em đang buồn và khóc. Tụi em phải biết là chị Nhi cũng đã làm hết sức rồi. Ok. Và nếu như cái lời mà mình nói ra và mình đặt niềm tin vào đám đông, và mình nghĩ là chắc là mọi người yêu thương mình nhiều hơn là mình nghĩ, và mình trông chờ vào điều đó, chị xin lỗi, chị không biết là 5 ngày sau cái video này cái kênh của chúng ta có tiếp tục hay không. Và dù nó có tiếp tục hay không thì tụi em phải hãnh diện, bởi vì mình là một phần tạo ra cái Nhi Lê Tim này. Mình là một phần tạo ra những cái người trẻ đã bắt đầu ý thức được là mình phải thay đổi thì xã hội mới tốt đẹp hơn. Hôm nay Nhi đến
lãnh sự quán để làm passport. Nhìn cái đoàn người kéo dài xếp hàng chờ đợi, và một ngày thì lãnh sự quán chỉ làm việc có 2 tiếng thôi. Ở một đất nước bậc nhất thế giới và lãnh sự quán chỉ một ngày làm việc 2 tiếng. Ở một đất nước bậc nhất thế giới, nhưng mà thay vì cái passport của Eva, Nhi chỉ cần lên online, nhấn vô cái đường link hải quan, rồi chỉ nhấp chuột có 4 5 bước là cái passport sẽ được gửi về tới nhà. Còn đối với passport của cá nhân Nhi thì Nhi phải đặt lịch 6 tháng. Dù như có đặt lịch 6 tháng nhưng có lịch hẹn, Nhi cũng phải xếp hàng. Rồi Nhi cũng phải trả tiền nhiều hơn cái số tiền mà trên online Nhi nhìn thấy. Và trước khi đi Nhi đã dặn lòng rồi, đó là Nhi không thể nào mà hạ những cái người mà đang làm cái việc mà họ đang làm trước mặt Nhi và đổ lỗi cho họ được, tại vì họ cũng là kết quả của một hệ thống mà Nhi phải chấp nhận là mình được đẻ ra, sinh ra và lớn lên. Và Nhi lặp lại, đó là Nhi muốn các bạn hiểu được là chúng ta đang bị chậm lại so với thế giới, chúng ta đang thụt lùi lại so với thế giới, và cái cơ hội là nó nằm trong tay của mình. Có nhiều bạn đến và nghĩ là chị Nhi có phải đang cố tình tụi em tạo ra tụi em, hay tẩy não, hay là làm tụi em thành những cái con người mà chống đối lại với nơi em ở hay không, thì cái câu trả lời của Nhi là không. Và Nhi tự tin để nói cái câu đó luôn, đó là Nhi thấy thương hại và Nhi muốn giúp nhiều người hơn để họ có thể trở thành những công dân tốt hơn. Họ trở thành những người có thể tạo ra một cái tấm gương mà người khác có thể noi theo. Ví dụ, Nam là một bác sĩ liêm chính, Nam là một luật sư tử tế, Nam là một kỹ sư làm việc tử tế, Nam là một thầy cô giáo với cái giá trị đạo đức cao. Thì cái mà em ảnh hưởng đến cái thế hệ sau là rất nhiều. Chị không nói đến chuyện là em phải cống hiến ở trên đất nước hay là thế giới này một cách mạnh bạo hay là hùng hồn như những anh hùng khác trong lịch sử, nhưng mà nội cái chuyện mình xác định là mình ra đường, mình mở lòng để mà yêu thương một người cùng màu da sắc tộc với mình mở lòng ra để mà mình không có coi thường một người khác, và mình mở lòng ra để mình có thể ôm và tâm sự với một người như thể là gia đình mình. Cái đó có gì sai hả? Và chị dạy cho tụi em mỗi ngày để mà tụi em hiểu được là tụi em lớn lên từ tổn thương nè, từ bạo hành gia đình, từ lạm dụng tình dục, từ đánh đập, từ bạo lực học đường, rồi coi thường của xã hội. Chị muốn đem những cái kiến thức mà chị đã chữa lành được thành công để giúp cho tụi em không có trở thành những con người đầy sẹo đi ra đường và lại gây thêm sẹo cho người khác. Ngày hôm nay Nhi muốn từ bỏ bởi vì Nhi thấy mệt lắm. Nhi không biết tại sao Nhi phải cứ từ chối những cái cuộc hẹn hò, những cái bữa tối lãng mạn, rồi những cái ngày mà đi chơi với con, lo cho con, hoặc là học thêm những cái mới cho bản thân mình, hoặc là cơ hội mới để kiếm nhiều tiền thêm. Nó mâu thuẫn lắm. Nhi sẽ nói cho mấy bạn nghe nó mâu thuẫn như thế nào. Tức là cùng một cái thời gian đó, Nhi có thể chọn để nhân đôi cái mức thu nhập của mình mỗi tháng, thì Nhi lại chọn là Nhi kiếm thu nhập đủ và dư một chút, và 50% thời gian còn lại
Nhi cống hiến lại cho xã hội, và quan trọng là Nhi làm cái điều Nhi thích, đó chính là lan tỏa nhiều hơn cái kiến thức thành công của mình cho người khác. Thì cái mâu thuẫn này lại là cái mà Nhi cứ đánh đố trong lòng mình là tại sao mày phải làm những cái điều ngu xuẩn như vậy, tại sao mày cứ tiếp tục chăm chỉ 3 năm qua để mà mày kiên trì, để mà mày giúp người khác, để mà mày biết là nó đúng và mày muốn nhiều hơn nhận được cái kiến thức này, nhưng mà có phải là mày đang cố chấp chống cự lại với vũ trụ hay không? Và đó là khi Nhi ngồi lại và nhớ lại cái ngày mà mình tỉnh thức và hỏi bản thân mình là nếu như mình tin vũ trụ nhiều như vậy, và mình nhớ lại cái ngày tỉnh thức của mình, thì mình nên để tất cả mọi thứ một cách tự nhiên. Cho nên Nhi quyết định dùng 2 tuần còn lại. Tất nhiên là khi bạn nghe cái podcast này thì nó chỉ còn có 1 tuần nữa thôi. Để Nhi lắng nghe coi là vũ trụ muốn cho nhiều điều gì. Vũ trụ muốn nhắc nhở như cái điều gì mà Nhi không để ý, không lắng nghe, hay là Nhi không thực sự hiểu cái ý của universe, vũ trụ đang nhắn nhủ Nhi. Cho những cái người mà theo chị Nhi 3 năm qua, chị biết là tụi em rất là buồn, rất là tiếc nếu như mà lỡ 5-6 ngày nữa chị Nhi phải đóng kênh, nhưng mà nhớ là tụi em ở với chị 3 năm rồi, tụi em biết chị đã phấn đấu rất là nhiều, làm việc rất là chăm chỉ, thức đêm thức hôm và làm rất là nhiều điều với tụi em. Và nếu như chị Nhi không phải là người có thể thay đổi được thế hệ trẻ Việt Nam, thì mình nên dừng lại để cho cái người khác có cái cơ hội được thực hiện cái sứ mệnh đó, đúng hay sai tụi em? Và nếu như chị Nhi không phải là life coach đầu tiên có thể thay đổi được thế hệ ở Việt Nam, thì mình để cho một ai đó làm điều đó. Bởi vì nếu như chị Nhi thực sự có thể làm được điều đó thì cái câu trả lời nó phải hiện hữu rất là rõ rệt. Chị là một người không phải để ý đến cái con số hay những cái sự khác biệt của những người khác so với mình, nhưng mà nếu như mà em chia ra 365 ngày một năm, và cứ tính là 3 năm qua thì nó là 1.000 ngày, chia cho 100 subscriber, thì cái con số mà người Việt Nam mình tiếp nhận thì nó quá ít. Và với cái tốc độ này thì chị nghĩ là chị đi lệch hướng rồi. Ok, chị rất là thương tụi em, chị rất là muốn giúp nhiều hơn những cái người phụ nữ và người con trai khác ở Việt Nam có thể đủ nuôi cho em, đủ nuôi cho gia đình. Chắc chắn là tụi em, chị không có nói đến chuyện là tụi em là làm giàu hay tỷ phú hay là làm những thứ mà marketing nói, nhưng chị biết là nếu tụi em tin chị và cho chị cơ hội để mà giúp tụi em, thì em vẫn có thể là người hạnh phúc ở cái ngưỡng mà em cần. Một điều nữa chị muốn nói ở cái ngày mà chị muốn từ bỏ này là chị cũng là thực, là một con người như tụi em, chị cũng có lúc chị gục ngã, cũng có lúc chị mệt mỏi, và cũng có lúc chị cảm thấy là mình kiệt sức. Dù cho cả thế giới có chống lại chị, và dù cho cái người kế bên chị là người đàn ông của chị, bạn bè đồng nghiệp của chị ủng hộ chị, hay là con cái ủng hộ chị, và chính chị cũng luôn bơm cho mình những cái năng lượng tích cực, thì ngày hôm nay chị muốn tụi em chứng minh cho chị thấy là tại sao chị cần phải nỗ lực tiếp tục để giúp người Việt Nam mình.
chị không có cầu xin tụi em, chị cũng không có khẩn khoản để mình nói là mấy đứa ơi làm ơn đem cái kiến thức này về Việt Nam mà giúp nhiều hơn người Việt Nam. Tại vì nhắm như chuyện là em đang ăn no ở trong một nhà hàng, dù chị Nhi có đem thêm bao nhiêu món 5 sao, 6 sao, 7 sao rồi nữa thì em cũng ngồi ngó à. Tại vì cái sức chứa của dạ dày của mình thì nó xong rồi, đúng không mấy đứa? Ok, video này không phải là để trách tụi em, hay cái podcast này không phải để nói là tụi em đã không cố gắng hết sức. Chị Nhi biết là tụi em nỗ lực hết sức, chị Nhi biết là cái sự teamwork là việc nhóm của tụi em trong hơn nửa năm qua với chị Nhi và với những cái người đồng đội hơn 350 anh chị em của mình, chị nhìn thấy cái điều đó, chị biết ơn về điều đó. Nhưng mà nếu người Việt Nam của mình chưa sẵn sàng thì hãy nhớ đến cái điều mà chị dạy tụi em, nó giống như một cái cây vậy đó, em quăng hạt giống xuống rồi em tưới nước rồi em bón phân thôi, nhưng mà em có quyết định được là cái cây đó nó muốn nở hoa hay không, nó có muốn đâm trái hay không, nó có muốn giúp lại đời hay không, nó có muốn trở thành người tử tế hay không. Tất cả những cái yếu tố đó không quyết định bởi chị hay em, nó vẫn là sự chọn lựa của cái cá thể đó. Có những bạn nói chị Nhi là chị Nhi sao chị Nhi vội vã quá vậy, tại sao chị Nhi phải muốn có nhiều con số như vậy, nhưng mà em biết mỗi lần mà chị Nhi đi ra để mà đem những cái kênh của chị Nhi và giới thiệu cho người khác á, và để cho người ta nhận lời á, chị Nhi phải có một cái lý do là tại sao khách mời nên giúp cho người Việt Nam những cái kiến thức này, hay là tại sao chị Nhi lại nên đem những cái người là thành công trong sự nghiệp của họ, triệu phú, tỷ phú để mà chia sẻ cái sự thật cho tụi em chẳng hạn. Hoặc là lý do gì để những người này người ta cảm thấy là người ta chia sẻ một tiếng cả mấy ngàn đô của họ, rồi xong tìm Nhi lên phải dịch cho tụi em coi, hoặc là quảng bá nhiều hơn với những bạn bè thế giới. Tại sao? Mình phải có lý do đúng không tụi em? Thì cái mà chị muốn nhấn mạnh là chị nỗ lực hết sức có thể của chị, Nhi Lê Tim cũng đã nỗ lực hết sức có thể của những cái bạn ở trong Nhi Lê Tim, và quan trọng nhất là chị không hổ thẹn và chị tin là tụi em cũng không hổ thẹn bởi những cái nỗ lực hết sức mình của bản thân mình. Chị mong là tuần sau chị vẫn có thể làm tâm sự cùng Nhi. Chị mong là tuần sau chị vẫn có thể livestream với tụi em. Chị mong là tuần sau chị không phải dạy đi dạy lại cái bài học về chuyện bó đũa, vì chia sẻ về đoàn kết, về kéo người Việt Nam lên với nhau nữa. Và chị lặp lại, em trở thành người tốt không liên quan gì đến việc là đụng đến cái gì cao siêu hơn. Em trở thành người tốt, em trở thành người tử tế ngày hôm nay, cá thể của em. Còn cái chuyện học trên trường lớp là giá trị đạo đức, là can đảm, là dũng cảm, là chấp nhận được là mình sinh ra trong một cái thế hệ là em bắt buộc bị resilient, tức là phải ứng biến, phải thích nghi, phải chấp nhận là xã hội thay đổi và mình phải thích ứng kịp. Tụi em hay nói là chị Nhi đừng bỏ tụi em, nhưng mà hôm nay cái câu mà chị Nhi muốn kết lại trong cái podcast nó là tụi em đừng bỏ chị Nhi, tụi em đừng buông tay để mà chị Nhi phải quyết định là không muốn làm một cái gì nữa và không muốn cống hiến nữa. Hãy cho chị cái lý do tại sao chị phải tiếp tục làm cái kênh YouTube này, hãy cho chị lý do tại sao 3 năm qua những cái giọt nước mắt, những cái đêm tuổi khổ của mình, những cái hiểu lầm cả thế giới, những cái bị coi thường, những cái bị người khác coi là khùng điên,
những cái mà chị phải đối diện nó xứng đáng để mà chị tiếp tục. Chị biết cái sức chịu đựng của chị biết chị có thể chịu đựng đau được hơn người khác, chị có thể chịu đựng áp lực hơn người khác, chị có thể chịu đựng drama, chị có thể chịu được nhiều hơn những cái chị chịu bây giờ. Nhưng mà tại sao chị phải làm cái điều đó? Và chị chỉ muốn nói là chị có thể tiếp tục được hay không là do tụi em. Lần đầu tiên trong cuộc đời của chị nhượng quyền, hay còn gọi là đưa cái quyền lực của chị lại cho đám đông. Và dù kết quả từ đám đông đó là đồng ý hay là từ chối, và muốn cho kênh này được tiếp tục phát triển hay là dừng lại ở đây, thì chị cũng trân trọng cái khoảng thời gian và ký ức chúng ta đã có cùng nhau trong gần 3 năm qua. Cảm ơn về những cái bài học, cảm ơn về những cái lúc vui, lúc buồn, lúc khóc lóc cùng nhau, lúc đau đớn cùng nhau, lúc giúp đỡ nhiều người. Chị là người bắt đầu cái kênh này và chị cũng sẽ là người kết thúc cái kênh này. Chị là người đem những cái điều này đến và chị cũng sẽ là người quyết định là mình có nên vứt hết và làm một cái gì đó khác ý nghĩa hơn hay không. Hãy cho chị thấy là tụi em mạnh mẽ hơn những gì mà chị nhìn thấy. Hãy cho chị thấy là người Việt Nam mình vĩ đại hơn rất nhiều so với những gì mà mình nghĩ. Và hãy cho chị thấy là tụi em thực sự muốn sống trong một thế giới mà cha mẹ tụi em, chính em và con cái em muốn có một cái tư duy luôn học hỏi nè, luôn phát triển, chấp nhận là mình dốt, chấp nhận là mình té ở đâu, ngã ở đâu, đau ở đâu để mà cùng nhau mình làm lại từ đầu em. Thôi đi ngủ đi. Tuần sau gặp được chị Nhi hay không thì cũng vui vẻ không quạo nha. Coi như hành trình 3 năm qua đó là một cái trải nghiệm đẹp. Để nó trong lòng. Tất nhiên là nếu ở lại thì vui rồi, nhưng mà nếu không thì sao? Kiếp sau tự nhiên lại gặp lại tụi em, và kiếp sau nữa, và kiếp sau nữa, và kiếp sau nữa. Chúng ta còn rất nhiều cơ hội nếu chúng ta tin là cơ hội có tồn tại. Ok. Khuya rồi, đi ngủ thôi. Còn 5 ngày nữa thôi đó. Không có nói phải làm gì nữa. Tự biết mình phải làm gì rồi đó. Chúc mấy đứa ngủ ngon.